Xem nó lên đi nhá. Thằng nào chửi đàn em tao đi con mẹ. Bố mày đây. Lên top gặp tao. Bé mày nhóc con. Kiên ở kiên kiên kiên. Kiên anh em ạ. Mẹ khiên hơi hơi căng hơi căng. Địt con mẹ. Ua. Thế ok không? Ok chưa anh ơi? Hoàn hảo chưa anh ơi? Sự cố gắng và nỗ lực. Thế là có ngay 2 triệu vào tài khoản anh. À, ATM à? ATM của em dưới phần mô tả nhé. Hoặc là... hoặc là anh đô đếp vào đây đua thì ở dưới phần mô tả hết nhá anh nhá. Căng thẳng vãi lộn à. Tặng thằng nào xuất bài nhạc luôn. Đi con mẹ ao mày. Đi mẹ thằng nào xuất luôn. Tặng thằng Lee Sin bài nhạc luôn. Ok ok anh nha. Thì anh chuyển khoản ATM mà ok anh nhá. Ô thằng này phải đánh ăn mạng nó chứ, anh mới hành nó ghê được chứ. Nói sơn nhiều nhá. Còn bạn Tùng đâu nhở? Bạn Tùng còn chơi cái cầu 19 mạng nữa không? Hay là off rồi? Không thấy bạn Tùng nói nữa. Bạn Tùng hay là anh Tùng nhỉ? Anh Sơn làm pha tài xỉu chắc phải mấy trăm triệu nhờ. Đây là tiền tỷ đấy anh. Bữa nay anh phát lộc bãi lồn đấy. Bây giờ con xin gửi fit to win được. Nếu mà em bị fit thì vẫn fit được. Bị fit thì em hạn chế fit. Đánh cũng theo kiểu fit to win vẫn được mà. Bởi vì không phải lúc nào cũng xanh được. Phải fit đi Brosi. Chủ yếu là farm lính tốt là được. Nhưng mà đánh thế nào ấy hạn chế chết thôi. An ally has been slain.
Sao ping mình vậy? What the ping? Làm gì đâu mà ping mình ạ? Rất không ba anh em ạ, bị snowball luôn này. Mà anh em vẫn không comment được từ 1 đến 10 à? Vẫn chưa có sư phụ nào của mình xuất hiện à? Cần lắm một vị sư phụ comment được từ 1 đến 10 xuất hiện để mình gọi làm sư phụ luôn à. Em bảo thầy ba đánh na sứt rồi và ok. Ok nhân trịnh nhá. Đấy, em đã cho anh cái thông tin này nhá. Thật hữu ích. Có địt mà con này tranh đồ của tao. Trời khỏe rồi anh em ạ. Đéo lên càng phép. Độc đéo vào đam kìa. Bây giờ mình phải nó te lại anh em. Nó te chứ. Chiến công đầu em này à, ngày bao nhiêu đây nhỉ? 4 tháng 7. Chiến công đầu mang về 2 triệu. Quái lồn. Ok. Mới cắt tóc à anh? Ờ anh mới cắt tóc. Tối tối nhìn nó ổn thế nào cam nó bị mờ. Này vẫn ôm lính à. À, sẽ chết thêm mạng nữa anh ạ. Với cái tình hình này. Chết rồi, chết rồi, nó chết rồi. Bật ulti là tăng đam. Chất lượng này. Ba chục kim kinh điển. Trận này ăn 10 mạng anh chuyển luôn cho em 3m nữa là tròn 5m hết trận anh chuyển ạ. Ôi 10 mạng thôi anh. Vãi cả lồn. Em cảm ơn anh nhiều nhá. Ok ok cảm ơn anh nhiều. Nếu như sao bây giờ đi phải thề luôn. Né gà vãi luôn rồi. Không tại biết vì sao mình né gà không? Tại mình ít chơi thôi đấy. Chứ thực sự mình chơi một ngày tầm chục trận là kiểu gì thì phải mình phong độ trở lại như xưa liền. Chứ ít quá.
game trẻ trâu quá, game nhái lên quân quá, chơi thì kiểu chơi vài trận là bị cáu mù lên à. Chơi nhiều quá cay quá luôn. Á à, đi cái gì đây? Thật thành Nguyễn. À thằng Thạnh Nguyễn. Thạnh Nguyễn đang mưu đồ. Mưu đồ đi làm sư phụ. Nguyên cứ im im nha, xong thì vẽ tí comment từ 1 đến 10 nha. Đang cố gắng nhỏ. À, lúc nãy giết bệnh đi mẹ à mày. Ôi, mẹ mà tốc biến kìa. Mãi cả lồn. Cả Văn Thuận nhá. Hello Văn Toạn. Chào mọi người nha. Ô, bây giờ đi coi chưa đầy 11 giờ. Mình có vẻ là chết hai ván liền, hai phát liền này. Khả năng còn 10 kill còn không ăn nổi á. Huống chi thì đang đòi 30 kill trận này. Là hơi yếu nhỉ. Mặt đã trước mà sao hơi yếu. Single sinh bao nhiêu? Em sinh năm 93. Hôm nay bao nhiêu nhỉ? Năm 22, 27, 28 đúng không? Cái gì? Hoàng thương, anh Sơn có gì thế nè? Hello gì ạ? Turret plating will soon fall. Để em nhớ xem đầu tháng ai donate mở hàng cho em nào. 93 bằng tuổi chị em á, Henry Dũng. Để xem nào, ai đầu tháng ai donate cho mình nhỉ? Thuận hay là ấy nhỉ? Ai donate đầu tiên nhỉ? Mở hàng quả được mãi luôn. Thuận à? Thuận hay là thằng dòng Nguyễn nhỉ? Donate được vãi lồn đấy. Mở hàng quả cho anh được vãi lồn đấy. Anh có luôn zick kit donate cho này. Mà sao đang chết 3 phát liền rồi. Yếu vãi đái luôn, đéo hiểu. Trông có vẻ khỏe mạnh đấy. Đéo phải, mẹ nó khỏe hơn, nó 7 mạng này. Này 4 mạng này, 6 mạng. Đéo tầm thường tí nào cả. Cái mình đang thua mà, ừ. Cái gì sao mấy cây cỏ này nó hiện lên mấy bông hoa vậy anh em? À có con rồng đúng không? Gió là hiện ra mấy bông hoa này. Ở phải cần lồn thì cần hệ nào. Game càng ngày càng lag lắm trò thực sự ạ. Dùng nước à? Dùng nước ơ dòng gì? Dùng gió mới dùng đất này. Làm gì phải dùng nước đâu. Dùng nước á, bên mình có dùng nước đó. Vô lý. Là sao?
Con rồng thứ ba là rồng nước thì nó sẽ có bông hoa này á. À, mình đéo hiểu anh em đang nói cái đéo gì. À, nó tính theo linh hồn chuẩn bị ra chứ không phải là linh hồn đã ăn được à? À, thì con này. Ok. Có tem nó hơi mạnh hơn tem mình mà. Sao đâu hết rồi? Con tìm mình đã đánh mình. Hát đó. Ba đổi ba. Ba đổi bốn. Trông có vẻ lãi đấy. Xúc xích luộc lâu lắm mới xem anh chơi. Ok chào em. Nước làm cây nở hoa. Sao cô chú ý nhường mạng nhá, thì phải đừng cay ép đấy, con này cay ép ghê vãi lồn ra, thì phải được full đam ai mà đánh được, giết mẹ là sớt rồi. Tôi bỏ game rồi nhưng vẫn xem à, nhiều người giống như ông kia mà bỏ game vẫn xem. Chủ cứ bắn mình đi. Vãi lồn ạ. Ừ, có kèo em ạ. Anh ăn 10 mạng là anh có thêm 3 triệu nữa. Nhưng mà hơi căng. Hơi căng à. Lần nhắn thì nó đầu hàng mẹ mất rồi. Bạn Ly Xin. Gáy to. To lắm mà. Gáy nữa đi. Mẹ mày khiêu khích tâm lý học cái nào. Đánh đi, đánh đi, nhớ trường mạng là được. Ôi, đi phải có thằng đuổi theo mình này. Oh my god. Hơi về top. Top. Kiểu chắc không anh ơi, kiểu chắc nhá. Kiểu chắc cú luôn. Anh đang lo anh không ăn nổi này. Nó cãi hết đi quá. Sợ cắt lên nó lên đây cãi ép nữa. Ui, ăn từng một, ăn từng mạng một à. Chết thằng kia.
Ok. Hơi căng. Là sớt 19. Giết hai đằng luận. Ngon, được. Cứ thế nha. Chỉ bị đánh xuống đánh nhau là chính chứ. Còn 5k máu xuống đánh nhau. Đừng đánh. Nhớ mạng đi. Đừng đánh giết luôn thế. Trời ơi. Chết. Wow. Ba kill nữa anh em ạ. Về đã, về đã. Cùng đầu hàng nhá. Gáy. Gáy tiếp đi. Lại khiêu khích đối phương. Cho nó cay. Đừng đẩy, đừng đẩy. Để từ từ thôi. Mày chơi con cốc kia à? Mẹ ơi, thường mấy chữ sắc cô nữa, phải cẩn lồn ạ. Fit từ tích, tốc tanh, cái gì kia? Anh ơi, bên nó pick fit từ tích thì bên mình xin gượt ổn không? Ổn. Fit từ tích bình thường mà. Kéo đây đi được. Ồ, đi con mẹ mày. Ô, thì đã chửi vãi lồn ạ. Cái đi mày. Nó giết mẹ rồi. Thì phải đang mải đọc chat ạ. Kéo là đi đến gần tem nó à. Mất mẹ Baron. Thì mấy thằng lại dình thì phải mày comment từ 1 đến 10 kìa. Cố gắng làm sư phụ mình đi nhá. Comment được từ 1 đến 10 là làm sư phụ đấy. Nhận làm sư phụ luôn. Kéo comment này, này vô thời hạn luôn nhá. Nhận được sư phụ thì thôi. Mẹ bỏ bên nó giữ thích nhở. Có khi thua ấy. Kéo donate hả? Kéo donate 10 mạng anh được 3 triệu mà. Đến lúc đầu thì anh được 2 triệu rồi. Tổng cộng là nếu mà anh được 10 mạng nữa anh có 5 triệu. Ôi, mình nhò đầu lên còn nửa máu. Cái lồn gì thế? Chơi game gì thế? Đánh nhau to, đánh nhau to. Đánh nhau to. Đánh nhau to. Ôi. Địp mạng giết tất đến từ mình. Đọc hết đến từ đối thủ.
Ôi, không hạ rồi. Chết rồi, nó vẫn đá được mình. Sao cô giết hết? Vãi cả lồn à. Cô vãi cả lồn à. Chết không? Có đủ hồi máu. À, hồi căng nhỉ. Muốn đem mình đánh này còn lỗ á. Chết năm thì sao giết được có hình như 2 hay 3 thằng ấy nhở? Thằng nhóc chạy nhanh đấy. Đừng để bố mày bắt được mày, thằng nhóc con Ly Xin. Ngu ngốc. Mày chửi phụ anh một tay cái đi, có mày thằng cốc kia mày chửi nó phụ anh một tay cái nào. Viết chữ cũng ngu. Thằng thất học. Cô hôn mọi quá cả lồn ạ. Mà né vãi luôn mà. Này đi, đi co mà AD này. Này đi AD. Ôi. Cố lên à. Cố lên. Cố lên. Đi vào đánh đầu dã man đấy nhở. Chitina khỏe quá anh em. Bắn dữ thực sự đấy. Và lia lính đi mọi người. Trông có vẻ không ổn rồi. Khẩu. À, Baron à. Dạ, đánh. Để mẹ. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, một, không. Má, điệp mà ta ép dữ nhở. Uầy, cố lên. Điệp khô mà. Ông Sako hơi bị ngáo một chút. Sao cô hơi ngáo á? Cái gì đấy Lộc? Cái lồn comment lồn đi Lộc hả? Sắp được kèo. Ủa, mà một game này cũng hơi căng. Lên thằng phép nhỉ. Ăn thì ăn được, mình chỉ sợ là tem kèo thì ok, ăn được ở 10 mạng thì chắc chắn là sẽ ăn được. Chỉ sợ thua hơi buồn đấy. Cố gắng đánh stick nào, stick anh em nào, để thắng nào. Mình chạy hơi ẩu, con Chitina nó đánh mình mấy lần, cay đã rồi. Chitina nó giữ thật đấy. Không phải đùa được. Hãy subscribe.
chính tay địt, chính tay xử thằng Nasus này luôn anh em. Ăn trọn 5M bởi thằng Nasus luôn. Ăn trọn 5M luôn nha. Dữ thế nhở. Hồi máu hộ tao cái. Tao quỷ tư đấy. Ui. Đây là nam sớt 5 triệu các bạn ạ. Về luôn, về luôn, về luôn. Đến nhà, đến nhà. Cả nạn bị bắt nha. Clear lính là được, clear lính là được nha. Được rồi anh Sơn ơi. Anh Sơn thấy ổn. Ui mày, căng vãi lồn. Ê, anh Sơn thấy ổn không anh Sơn ơi? Em sẽ win được. Ôi giời, em về nhà đết được luôn kìa. Sao cô đẩy được luôn? Đẩy đi, đẩy đi, đẩy đi, đẩy đi. Đi về, tôi không cho về. Ở thằng kia, thằng này định về, thằng này định về. Đó. Một thằng đánh, một thằng về cái gì. Win luôn. Quá hay đấy tụi mình. Và nó lại chuẩn xác đúng lúc luôn anh em. Ôi một chiến thắng một trận đấu. Để trận đấu 5 triệu mọi người ạ. Căng thẳng thực sự, thắng theo một cái cách gì đó nó còn mọ mới ảo vỡ luôn. Cảm ơn mọi người đã xem clip này của mình nha. Đừng quên bỏ lại một like, một sub giúp mình nha. Đây là trận đấu mình được donate nhiều tiền nhất kể từ trước đến nay. Trận đấu 5 triệu. Ngân hàng Agribank anh ạ, anh Sơn ạ. Ở dưới phần mô tả có ghi đầy đủ rồi đó, Agribank. Cái gì mà phong hồng, cái gì hên vãi lộn, hên gì thế? Ngay vậy hên, hiểu hiểu.